Đồng Nai, khai thác đá trái phép, xưởng cắt đá chẻ tràn lan ở xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu. Hàng loạt xưởng cắt đá chẻ xây dựng tràn lan trên địa bàn xã Vĩnh Tân. Nguồn nguyên liệu lấy từ khắp nơi cũng như tình trạng khai thác đá trái phép trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, gây biến dạng địa hình, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, thất thoát tài nguyên nhưng cơ quan chức năng chưa ngăn chặn, xử lý dứt điểm. Các đối tượng khai thác ngày càng rầm rộ, gây bức xúc dư luận địa phương. Nhận được phản ánh của người dân tại ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu về tình trạng các xưởng cắt đá, chẻ đá làm vật liệu xây dựng tràn lan trên địa bàn cũng như nguồn đá ở đâu về, tình trạng khai thác đá trái phép về xưởng cắt đá ở đây. Từ nhiều tháng qua, nhiều người dân trong vùng đã có những phản ánh với phóng viên về việc xe ben chở đá đi vào đường giao thông nông thôn, có nguy cơ gây hư hỏng mặt đường, ô nhiễm môi trường, khói bụi đất đá và tiềm ẩn tai nạn giao thông. Hàng ngày, hàng chục chiếc xe quá khổ, quá tải vẫn ra vào khu dân cư để vận chuyển đá xây dựng đi về các xưởng cắt đá tại xã Vĩnh Tân. Men theo con đường nhựa bê tông, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi xung quanh ấp 4, xã Vĩnh Tân có rất nhiều nhà xưởng công ty mọc lên để cắt xẻ đá. Lần theo dấu vết bánh xe tải theo con đường đất đầy bụi, phóng viên không khó để tìm ra vị trí mỏ khai thác đá trái phép tại ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Khu vực này nằm sát phía sau nhà máy tái chế xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Tùng 2. Thời điểm chúng tôi tiếp cận, có một máy xúc cỡ lớn và một máy đục công suất lớn. Công nhân vẫn đang hối hả làm việc múc đá lên xe. Có 3 xe tải ben đang chờ sẵn để ăn hàng và chở về xưởng cho các ông chủ mỏ khai thác đá trái phép. Khi phóng viên tiếp cận trao đổi với một người lái máy ở đây cho biết, em làm thuê mới làm đây nên không biết rõ, chỉ biết làm thuê cho ông Quyết. Khi chúng tôi hỏi tiếp thì anh này đã gọi cho ai đó. Ngay sau đó thì tất cả 3 xe tải ben đều quay đầu bỏ chạy. Theo dấu các xe ben chở đá, các xe này chở đá về một xưởng cắt đá cách đó không xa ngay ấp 4, xã Vĩnh Tân. Ghi nhận tại hiện trường, để khai thác được đá khối lớn tại khu vực này, chủ các mỏ đá trái phép trên đã phải huy động cả xe máy múc, máy đục vào hiện trường, múc sâu xuống lòng đất từ 2 đến 10 mét. Sau đó đưa từng tảng đá lớn lên mặt đất để múc lên xe tải và vận chuyển về xưởng đá các cách đó không xa trên địa bàn. Phóng viên đã liên hệ Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tân thông báo sự việc để cùng phối hợp thông tin xử lý kịp thời. Ông Huỳnh Văn Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tân cho biết, tại khu vực ấp 4 không có mỏ đá nào được cấp phép khai thác đá khối. Ủy ban Nhân dân xã sẽ cho anh em địa chính xuống kiểm tra lập biên bản. Lâu nay xã cũng ráo riết xử lý tình trạng này. Trên địa bàn xã mình có mỏ khai thác khoáng sản đá cát nào không anh nhỉ? Được cấp phép á? Không, bây giờ là hết rồi. Hết rồi. Hôm trước. À. Rồi, để đây em cho anh em vô. Bây giờ chỗ này Ri nó đang dọn dẹp trong đó đó, không biết là nó còn lưu thư gì không. Vâng. Anh đang cho địa chính vào đó. Vâng. Địa chính nó đang vào á. Vâng. Hiện nay tại ấp 4, xã Vĩnh Tân đang tồn tại rất nhiều nhà xưởng công ty mọc lên để sản xuất cát, chẻ đá làm vật liệu xây dựng quy mô lớn. Nguồn nguyên liệu đá khối đầu vào đang là nỗi thiếu hụt cho các xưởng. Trong đó có cả điểm khai thác đá vẫn đang nằm trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp. Theo người dân địa phương, hoạt động khai thác đá xây dựng trái pháp luật, gây biến dạng địa hình. Việc vận chuyển đá ra vào các xưởng cắt, chẻ đá cũng đang tiềm ẩn về an toàn giao thông, gây hư hỏng đường xá. Thiết nghĩ, cần kiểm tra, xử lý xác minh rõ nguồn gốc số lượng đá khối tập kết tại các xưởng cắt đá tại đây, nguồn gốc ở đâu, hóa đơn chứng từ, hợp đồng mua bán từ các mỏ nào, chở từ mỏ nào về số lượng đá lớn như vậy. Cần nghiêm xử lý các người đứng đầu quản lý về tài nguyên môi trường khi để xảy ra hoạt động khai thác trái phép trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. Đồng thời phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Đất đá thải trong khai thác khoáng sản cũng là nguyên nhân dẫn đến tác động cộng hưởng về phát thải bụi từ các mỏ, gây suy giảm môi trường không khí do nhiễm bụi ở các khu dân cư ở trong vùng khai thác. Việc sử dụng thiếu hiệu quả các nguồn khoáng sản tự nhiên tác động đến cảnh quan, tích tụ hoặc phát tán chất thải, làm ảnh hưởng đến sử dụng nước, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý bạn đọc.